Chào các bạn, hiện tại là mình đang có mặt ở quán bún cá lá sông Ngư, nằm ở địa chỉ là 5A đường Phan Chu Trinh. Đây là một món đặc sản của người Nha Trang mình. Bây giờ mình sẽ đi vô quán nha. Rồi đây là cái không gian quán này các bạn. Mình đi với lại anh chị của mình. Đây là những người, hai người con trai là khách ở Hà Nội vô, cho nên là mình chịu trách nhiệm là dẫn họ đi ăn. Đây là cái nồi nước dùng nè các bạn. Có sứa nữa là chị. Ở đây có sứa nữa nè các bạn. Rồi đặc biệt là cái nồi chả cá. Rồi chả cá chiên và chả cá hấp nè. Đây là chả cá hấp nè. À, của em một tô nhỏ nha chị. Đây là bún xươi. Đây là cái nồi nước dùng này các bạn. Đó, nó sẽ có hai ngăn, một ngăn là trộn bún, một ngăn kia là nước lèo. Trời ơi, cái nồi nước dùng hấp dẫn quá. Cái này là làm bằng chả cá thu đúng không cô? Đây là cá dầm. Đó, đang trụng bún đó các bạn. Mặc dù là bún tươi nhưng mà cũng phải trụng lại. Cái màu đen đen là gì vậy cô? Rong biển à. Đây cá dầm, rong biển sứa. Đây là tô bún cá của mình. Đây là tô nhỏ nha các bạn. Trong này mình có gọi đầy đủ. Còn đây là tô lớn của chị mình. Chị lớn nên ăn tô lớn. Rồi đây là rau sống này các bạn. Rau sống này là bao gồm xà lách, giá đỗ. Đây. Không phải. Chú chứ không phải là măng nha các bạn. Đang sáng rất là đặc biệt. Rồi mời cả nhà ăn sáng nha. Hôm nay rất là vinh dự được gặp hai anh từ Hà Nội vô, dẫn hai anh đi ăn đặc sản của Nha Trang. Chào cả nhà nhé. Mời cả nhà ăn sáng. Rồi hai anh sẽ được lên hình trên video của em. Nhớ đón xem video của em nha. Rồi mời hai anh ăn và cho em cảm nhận về cái món bún cá lá ở Nha Trang này. Đặc biệt là thấy có cái rong biển ở đây, là có cái món rong biển. Tại vì những cái quán khác là không có rong biển. Một cái đặc biệt hơn nữa các bạn, đây là trứng cá. Mà cái lúc đầu em không nghĩ là trứng cá nha, bây giờ nhìn kỹ rồi mới biết được là trứng cá nè. Rồi đây là rong biển nha. Sứa nè. Đó. Rồi đây là cái cọng bún nè. Cọng bún này là nhỏ vừa ăn, không quá lớn. Rồi có hai miếng chả cá hấp và hai miếng chả cá chiên. Và ngoài ra còn có chả viên nữa nè. Thật sự là ăn cái tô này mình cảm thấy rất là no. Và cái nước dùng nó rất là ngọt và thanh. Thank you.
Rồi, bây giờ mình sẽ thử một ít rong biển nha các bạn. Một tô như thế này ăn chắc rất là no, mặc dù là nó là tô nhỏ. Trong biển nó còn cái độ giòn. Đây là cá lá luôn. Cái dầm á thì người ta thì dùng lại cái thu. Cái này là cái thu. Thế gì vậy? Cái này là cái cờ. Cái cờ. Cái dai, cái này nó là dai nè. Không dùng lượng. Rồi, giới thiệu với các bạn, đây là cá này các bạn. Cái cá này nãy mình ăn rồi, nó rất là dai, thịt nó không có bị bở giống như là những cái loại cá khác khi mà mình ăn ở những cái quán khác nha các bạn. Rồi, còn đây là chả cá. Nhưng mà chả cá này là phần chả cá hấp. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Bún cá ngon hay không là nhờ một phần nữa là chả cá đó các bạn. Chả này nó có cái độ giòn và độ dai. Và ngoài ra là gia vị rất là vừa ăn các bạn. Đó. Đây là chả cá chiên. Mình thì rất thích ăn chả cá chiên hơn là chả cá hấp. Bởi vì chiên nó có cái độ dai dai và nó có cái mùi thơm nữa các bạn. Không lắm được ăn miếng sữa ngọt như này. Để họ chọn sữa tươi. Quán này là nổi tiếng hồi giờ. Quán nào ăn hả? Dạ. Cái sứa nó giòn. Cái này giống như là người ta sơ chế xong rồi người ta bỏ thẳng vô luôn nè chị. Đây cho các bạn xem cái miếng sứa nè. Ăn rất là giòn nha. Chắc chắn rồi. Nhưng mà cái chị nhìn người biết. Có một cái điều đặc biệt ở đây là khi mình ăn cái tô bún này các bạn, mình cảm thấy nó không có cái độ béo. Cái nước nó rất là trong. Và bây giờ nếu mà các bạn ai mà ngại béo quá thì có thể ăn được cái tô bún này và ăn tô lớn. Tại vì đa số trong những cái thành phần này là chả cá nè, chả cá chiên, chả cá hấp. Và cái nước dùng á, đặc biệt luôn á, là nó ngọt. Cho nên là các bạn khi ăn không sợ vấn đề gì hết nha. Rồi và cái mình thích ở đây nữa là có cái trứng cá đó nè, nó rất là bổ dưỡng. Và cái miếng sứa á, mình ăn á, nó giòn và nó tan trong miệng luôn. Mình cảm thấy nước từ cái con sứa nó ra luôn các bạn. Rồi nè. Tô lớn 33.000, tô nhỏ là 29.000 nha các bạn. Ừ.
bình hôm nay là từ 29 đến 31 độ. Ngày đêm là bức. Hôm mình về hôm cuối cùng là về. Về cái đại mưa. Như vậy là mình đã thưởng thức xong tô bún cái lá rồi, rất là ngon các bạn. Khi các bạn đi du lịch tại Nha Trang thì Hannah có thể dẫn các bạn đi khám phá những món ăn đặc sản của Nha Trang. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho kênh Nha Trang Live nhé. Bây giờ thì xin chào.